Xin kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến đã trở lại cái kênh học văn cùng thầy Phạm Quang Duy. Hôm nay thì các em thân mến là thầy sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu về cái đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới phát hành tối đêm qua là 31 tháng 3 2022. Đề thi năm nay thì cũng giống tương tự như hàng năm là có hai phần đọc hiểu 3 điểm và làm văn 7 điểm. Xin đọc cái đề. Một là mã đọc hiểu 3 điểm. Đọc đoạn trích: Một con sông trải qua thời gian, trải qua lịch sử, trải qua triệu triệu cuộc đời, trải qua mỗi trái tim người, khi êm đềm, khi hung dữ. Một con sông rì rầm sóng vỗ trong muôn vàng căn thơ, làm nên xóm thôn, hoa trái, những ngôi nhà, tạo sắc áo, màu cây và tiếng Việt. Máu ta mang sắc đỏ sông Hồng, nỗi khổ và niềm vui bất tận, luôn luôn mới đến, luôn luôn ra đi, luôn già nhất và luôn trẻ nhất, sông để lại người trước khi về với biển. Không phải màu đen độc ác của quân thù, không phải gươm đao ngàn năm chiến trận, không phải nghẹn ngào tiếng nấc sau sụp lở hưng vong, sau thù hận sóng trào, là bãi mới của sông xanh ngát, là đất đai lắng dần ra biển, là tâm hồn đầm thắm phù sa, dân yêu thương đỏ rực đôi bờ. Trích sông Hồng, Lưu Quang Vũ, Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, nhà xuất bản Hội Nhà văn, 200 năm 2018, trang 266, 288. Trả lời các câu hỏi sau. Câu 1, đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Câu 2, theo đoạn trích, sông Hồng đã để lại những gì trước khi về với biển? Câu 3, những dòng thơ sau giúp anh chị hiểu gì về vai trò của sông Hồng đối với đời sống con người Việt Nam? Một con sông rì rầm, sóng vỗ trong muôn vàng trên thơ, làm nên xóm thôn, hoa trái, những ngôi nhà, tạo sắc áo, màu cây và tiếng Việt. Câu 4, nội dung hai câu thơ sau có ý nghĩa gì với anh chị? Máu ta mang sắc đỏ sông Hồng, nỗi khổ và niềm vui bất tận. Hai la mã làm văn 7 điểm. Câu 1, 2 điểm. Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sự cần thiết phải trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Câu 2, 5 điểm. Cho đoạn trích trong cái chuyện ngắn Vợ Nhặt về bà Cụ Tứ. Đoạn văn là bà lão cúi đầu im lặng cho đến là có ra thì con cái chúng mày về sau. Xin lược cái đoạn này một chút nữa, đến giải cái phần này thì sẽ đọc kỹ. Yêu cầu là phải phân tích nhân vật bà Cụ Tứ trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lăng thể hiện trong đoạn trích. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần đọc hiểu và nghị luận xã hội. Ở cái phần đọc hiểu thì để làm tốt cái chủ bài này, các anh chị, các em á là nên đọc cái phần câu trả lời trước, sau đó mới đọc lại văn bản. Ví dụ câu 1 này hỏi là đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào, thì mình coi lại cái thể thơ, nhìn vào các cái dòng chữ, các cái con chữ trong từng cái dòng thơ, chúng ta sẽ tìm ra được cái thể thơ là gì. Nếu cái dòng chữ này nó cùng cái số lượng như nhau, ví dụ như bài sống mỗi cái dòng thơ là 5 chữ thì mình gọi là thể thơ 5 tiếng 5 chữ. Còn cái bài này nhìn lướt qua là mình đã trả lời được rồi, đúng không? Là những cái dòng thơ này các con chữ của từng câu nó không có giống nhau, nên đây là thể thơ gì? Chính là thể thơ tự do, không? Chính là thể thơ tự do. Rồi câu 2, theo đoạn trích trên sông Hồng đã để lại những gì trước khi về với biển? Thì chúng ta sẽ quay lại đọc những cái câu thơ. Chú ý cái câu nào, cái ý nào mà nó nói là những gì trước khi về với biển, thấy không? Thì trong bài thơ này, một con sông trải qua thời gian, trải qua lịch sử, trải qua triệu triệu cuộc đời, trải qua mỗi trái tim, nguyên cái phần trước này không có, nhưng cái đoạn sau này sông để lại trước khi về với biển. Chúng ta phải gạch dưới những cái từ này trước khi về với biển nè.
không phải máu đen độc ác của quân thù, không phải gươm đao ngàn năm chiến trận, không phải nghẹn ngào tiếng ngắt. Bây giờ người ta hỏi là để lại những gì, thì bây giờ những cái câu này nó không phải để lại máu đen, không phải để lại gươm đao, không phải để lại nghẹn ngào tiếng ngắt, thì cái này mình có thể bỏ qua cũng được. À, chủ yếu mình sẽ ghi lại cái ý ở phía sau nè, sau sực lỡ hưng vong, sau khi thù hận thì nó để lại nè, là bãi mới của sông xanh ngắt, là đất đai lấm dần ra biển, là tâm hồn đầm thắm phù sa, dân yêu thương đỏ rực đôi bờ. Như vậy thì có thể là mình lướt qua những cái ý chính này, nào là bãi mới nè, đất đai nè, rồi tâm hồn phù sa nè, tâm hồn đó là có những yêu thương đỏ rực nè của đôi bờ nè. Như vậy thì mình có thể lướt qua những ý chính này. Trước khi về với biển thì sông Hồng để lại nè, đất đai nè, bãi bồi nè, phù sa nè, đôi bờ yêu thương nè. Đấy, mình có thể ghi ra những cái ý chính thôi, để lại đất đai, bãi bồi, phù sa, đôi bờ yêu thương. Rồi câu 3, những dòng thơ sau giúp anh chị hiểu gì về vai trò của sông Hồng đối với đời sống con người Việt Nam? Một con sông rì rầm sóng vỗ, trong muôn vàng trang thơ, làm nên xóm thôn hoa trái, những ngôi nhà ở sắc áo màu cây và tiếng Việt. Đọc kỹ đây thì mình thấy là gì, cái dòng sông này nè, nó đem đến cái sóng vỗ rì rầm nè, như vậy đem đến những cái âm thanh làm đẹp cái cuộc đời nè, cái sinh hoạt trong cuộc sống cuộc đời, rồi đem đến là những cái trang thơ, những nhà văn nhà thơ họ viết những cái câu thơ, những cái câu văn đẹp về dòng sông, rồi đem đến cái cây trái hoa trái và những ngôi nhà mọc lên trên sông để sinh sống làm việc, rồi xóm thôn xuất hiện ở trên bờ sông, thì tập quán người Việt mình là hay là sinh sống ở gần sông để có cái nguồn nước sinh hoạt, để tưới tiêu cái cây trái, tạo cái sắc áo màu cây và tiếng Việt, thì chỗ này là tạo nên cái cảnh sinh hoạt, cái cảnh sinh hoạt của con người. Sắc áo màu cây là nói về những cái trang phục, rồi cây cỏ thiên nhiên, và tiếng Việt là nói về cái tiếng nói. Tiếng nói cũng chính là nền văn hóa, ha. Cho nên là chúng ta có thể là trả lời như thế này: những cái dòng thơ một con sông rì rầm sóng vỗ, trong muôn vàng trang thơ, ở đây thì bị thiếu dấu, sớm thôn qua trái, thì chúng ta sẽ ra là giúp ta hiểu về vai trò to lớn của sông, sông này có ô ha, tạo ra cuộc sống sinh hoạt tốt tươi no ấm, tạo nên cuộc sống sinh hoạt tiếng nói truyền thống văn hóa của dân tộc Việt. À, rồi câu 4 là nói về cái ý nghĩa nội dung của cái câu thơ máu ta mang sắc đỏ, nội dung hay cái dòng thơ sao có ý nghĩa gì. Ở đây chú ý là người ta không hỏi nội dung của hai dòng thơ, mà người ta hỏi ý nghĩa, ý nghĩa của hai dòng thơ. Hai dòng thơ đó là máu ta mang sắc đỏ sông Hồng, nỗi khổ và niềm vui bất tận. À, như vậy thì cái nội dung đó là con người dân tộc Việt sống trên cái bờ sông Hồng này này cũng đã từng đổ máu xương, thấy không, và để mà giữ gìn đất quê hương, và đặc biệt là cái màu đỏ của dòng sông là cái màu phù sa vào mùa lũ lụt, nó cũng đỏ như cái màu máu, thấy không. Rồi nỗi khổ niềm vui bất diệt, thì con sông nó đã chứng kiến biết bao nhiêu là cuộc đời, có những niềm vui và nỗi buồn trong cái cuộc sống, những cái nỗi khổ nhục trong chiến tranh, những cái niềm vui chiến thắng, những niềm vui trong cái cuộc sống hòa bình, những cái cuộc gặp gỡ, những cái thành tích thành tựu trong cuộc sống, thấy không. Cho nên là con sông này nó có ý nghĩa là nó gắn bó, ha, nó gắn bó với con người, gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên. Thiên nhiên là dòng sông, mà con người là dân tộc Việt Nam trong một cái chiều dài mà lịch sử văn hóa của dân tộc ta. Ha, đây là một cái ý gợi ý, không biết đáp án chính thức của bộ là gì, nhưng mà theo ý riêng cá nhân của thầy là con sông này nè, nó gợi lên cho chúng ta là cái sự gắn bó mật thiết giữa thiên nhiên và con người trong cái chiều dài văn hóa lịch sử của dân tộc. Rồi cái phần làm văn thì người ta hỏi cái gì, người ta hỏi là từ cái nội dung của đoạn trích ở cái phần đọc hiệu,
Có nghĩa là viết cái đoạn văn này mình phải tham khảo lại cái phần đọc hiểu, viết một cái đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày cái suy nghĩ về sự cần thiết để trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cái đề này nè, nó có một cái nét là giống như cái đề thi tốt nghiệp hồi năm 2021 môn ngữ văn, là nó yêu cầu là viết một cái đoạn văn 200 chữ bàn về cái sự cần thiết phải sống cống hiến, à, cũng là sự cần thiết nhưng đó là sống cống hiến, còn này phải trân trọng những cái giá trị văn hóa truyền thống. Đấy. Như vậy thì cái đề thi này nó có cái nét là giống như cái đề thi của đợt 1 năm 2021. Nha. Rồi như vậy thì để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta có thể là làm theo cái cách mà hướng dẫn của đề thi là về hình thức, thì chúng ta có thể lựa chọn cái hình thức là đoạn văn thì có nhiều cách để viết, nhưng mà lưu ý là đoạn văn phải mở đầu bằng cái lùi vào đầu dòng, thụt vào đầu dòng là khoảng 2-3 ô, rồi kết thúc đoạn văn là một cái dấu chấm. Mình có thể chọn cái đoạn diễn dịch ghi nạp hoặc là chọn cái đoạn là tổng hợp mắt xích. Còn diễn dịch thì mình ghi một cái câu đầu tiên là cái ý chung khái quát cho đến kết thúc thôi. Học sinh trung bình yếu thì các em nên sử dụng cái đoạn diễn dịch mà nó dễ hơn. Thấy không? Còn xác định đúng cái vấn đề là từ cần sự cần thiết phải trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Như vậy thì mở đầu là mình sẽ viết cái câu là ví dụ như học sinh trung bình yếu mình không biết khó viết cái câu mở đầu thì mình dựa vào trên mình cứ ghi lại cái câu này từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu. Em có những cái suy nghĩ về sự cần thiết phải trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Mình viết thế này từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu. Phải nó đã gợi cho em những suy nghĩ, gợi cho em những suy nghĩ về sự cần thiết phải trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là cái câu mở đầu của cái đoạn văn diễn dịch. Và những cái câu triển khai đó thì chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi. Sự giá trị truyền thống của dân tộc và việc là cái gì? Cái câu hỏi đó là để mình giải thích, mình tìm hiểu ra. Giá trị truyền thống là gì? Rồi giá trị truyền thống đó là nó biểu hiện ở cái tinh thần gì của dân tộc, nó biểu hiện ở những cái sự kiện lịch sử nào, ở cái nét văn hóa sinh hoạt nào của dân tộc Việt dẫn chứng ra. Rồi mình sẽ phê phán những cái người mà không có thực hiện cái giá trị truyền thống, phải không? Những thanh niên, một bộ phận con người hiện nay là đi ngược lại giá trị truyền thống, làm suy đồi những cái giá trị tốt đẹp đó. Kết bài thì mình phải nêu ra cái bài học là học sinh thanh niên gì đó thì mình cần phải là duy trì phát triển cái giá trị truyền thống, phải trân trọng. Cho nên là mình có thể triển khai cái ý giống như cái kiểu mà đáp án của bộ thì thường là hai cái ý thôi chứ không có lớn lắm nha. Có thể là hai ý như thế này. Chúng ta có thể lựa chọn lập luận nè, thao tác nè, cái này thao tác lập luận phù hợp để triển khai để làm rõ vấn đề là trân trọng những giá trị truyền thống. Ví dụ ý thứ nhất là trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nó thể hiện cái ý thức trách nhiệm cá nhân của đất nước, của dân tộc ta. Trách nhiệm cá nhân của mỗi người đó đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với cộng đồng. Đây là ý này nói về cái bài học đó. Rồi nó làm cho cái cuộc sống của mỗi bản thân có ý nghĩa hơn, được yêu mến, được trân trọng hơn, rồi nó từ đó nó góp phần lan tỏa đến những cái giá trị tốt đẹp của con người. Giá trị đó là chính là thể hiện lòng yêu nước, để thúc đẩy cái tinh thần bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và hùng cường. Dĩ nhiên trong bài văn thì các con phải viết đúng chính tả ngữ pháp. Chừng nào sai nhiều chính tả ngữ pháp thì người ta mới trừ điểm, cho nên sai chừng 2-3 lỗi thì cũng không sao, cái này là được 0,25 điểm nè. Còn sáng tạo là được 0,5 điểm. Mình phải có những cái suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, về cách diễn đạt hoặc là trong cái cách mở bài của mình, thấy không?
Ví dụ như bây giờ các e con có thể mở bài bằng cách là các vua hùng có công dựng nước và bắt cháu ta phải cùng nhau giữ nước, thì cái câu này Bác Hồ nói về cái tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam và khuyên cái thế hệ thanh niên cần phải bảo vệ giữ gìn, và tinh thần yêu nước đó là một trong những cái giá trị truyền thống của dân tộc, đúng không? Và từ cái ý kiến ở phần nêu ra ở cái phần đọc hiểu thì em có một số cái suy nghĩ về cái ý kiến nhỏ về vấn đề trân trọng giá trị truyền thống đấy. Thì bây giờ cái giải thích về giá trị truyền thống ha, thì mình có phải nói là cái nó gồm có những cái tư tưởng, những cái truyền thống là gồm những tư tưởng, tình cảm, những cái tập quán, những cái thói quen, những cái phong tục, lối sống, ứng xử được hình thành trong những cái điều kiện lịch sử nhất định, và nó được bảo tồn trong cái đời sống vật chất và tinh thần của một cộng đồng xã hội khác nhau. Nó có sự chuyển giao từ thế hệ này và thế hệ khác. Khi một cái điều kiện lịch sử thay đổi thì giá trị truyền thống nó cũng có thể là biến đổi ha, chứ nó không có bất biến, vĩnh cửu cho mọi thời đại được. Nhắc lại, truyền thống có nghĩa là gì? Nó là những cái hiện tượng văn hóa và xã hội ha, truyền thống là những cái hiện tượng văn hóa và xã hội. Có thể hiểu nó là những cái tư tưởng, tình cảm, tập quán, thói quen, phong tục, lối sống, cách ứng xử được hình thành trong những điều kiện lịch sử nhất định, được bảo tồn qua những cái năm tháng đời sống vật chất tinh thần của một cộng đồng xã hội, có thể là chuyển giao từ thế hệ này đến thế hệ khác và không bất biến. Nó có thể thay đổi theo mọi thời đại do cái hoàn cảnh lịch sử. Và cái hệ giá trị truyền thống của người Việt chính là cái giá trị về truyền thống yêu nước của dân tộc, 4.000 năm lịch sử chống chọi biết bao nhiêu kẻ thù, đúng không? Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đoàn kết cộng đồng, tinh thần nhân văn, lạc quan, yêu đời, siêng năng, cần cù, đã kết tụ trong cái văn hóa Việt, trong cái gia đình Việt ha. Cái truyền thống yêu nước nè, truyền thống đoàn kết cộng đồng nè, truyền thống là cần cù, siêng năng, giúp đỡ nhau trong khó khăn đấy. Đó là truyền thống của dân dân tộc Việt, nó thể hiện một cái vai trò quan trọng trong cái đời sống của người Việt của chúng ta. Ví dụ như các con có thể dẫn chứng là cái truyền thống yêu nước, là trong 4.000 năm lịch sử chúng ta bị bắt thuộc 1.000 năm thì chúng ta cũng đứng lên là chống lại ngoại xâm, những cái anh hùng đã hy sinh vì đất nước, chống lại ngoại xâm thời thuộc như là bà Trưng, Hai Bà Trưng và Tiệu và Lý Bí. Rồi đến năm 1938 thì Ngô Quyền là đã nổi dậy là chống cái quân Nam Hán để mà thành lập đất nước, mở ra một cái kỷ nguyên độc lập. Ngô Quyền và đến cái thời nhà ông Lê Hoàn, ông Đinh Bộ Lĩnh, ông Lê Hoàn chống giặc Tống, rồi đến nhà Lý, nhà Trần. Nhà Lý thì thắng Tống, nhà Trần là thắng Mông Nguyên. Rồi đến cái thời hậu Lê, sau này Lê Lợi Nguyễn Trãi thì đánh thắng cái quân nhà giặc nhà Minh. Còn cái truyền thống mà về cái tình làng nghĩa xóm, đoàn kết với nhau, yêu thương nhau, thì có thể câu ca dao là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng các giống nhưng chung một làng. Hay là trong cái thời kỳ chống Mỹ cứu nước thì nhân dân Bắc Nam là cùng chung nhau, chung lưng đấu cặp để mà đánh thắng giặc. Đến ngày 30/4/1975 thì miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, đất nước đã hoàn toàn được độc lập, thấy không? Đó là những cái cách mà mình có thể nêu dẫn chứng, mình phê phán một cái bộ phận hiện nay, ví dụ như là không có phát huy cái truyền thống siêng năng cần cù của người Việt. Chẳng hạn như là một bộ phận thanh niên là tham gia vào những cái tệ nạn xã hội, ăn nhậu, hút chích, rồi gây những cái tai nạn giao thông, rồi giết người, cướp của, vân vân, thấy không? Rồi một cái bộ phận mà
bọn phản động ở nước ngoài nó tìm cách nó lên mạng xã hội nó xấu về cái đất nước Việt Nam của chúng ta, nói về xấu về đảng, về những vị lãnh đạo, trong khi thì đất nước ta là đồng lòng chống dịch. Ví dụ như các bạn có thể đưa ra cái tinh thần đoàn kết chống dịch, như ở miền Nam trước đây thì cái dịch bệnh nó nhiều quá, giai đoạn ở Sài Gòn, ở các tỉnh phía Nam này, thì khi Bắc Giang đã hết dịch thì ở ngoài Bắc Giang nó chi viện vào, ở ngoài Hà Nội đã chi viện cái đội ngũ y bác sĩ vào miền Nam. Đấy, đó là những cái ý mà chúng ta có thể là dẫn chứng nha. Rồi, cái đề làm văn nghị luận văn học 7 điểm. Bà lão cúi đầu nín lặng, bà lão hiểu rồi lòng người mẹ nghèo khổ ấy, còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự vừa an oán vừa xót thương do số kiếp đứa con mình. Cho ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là trong lúc ăn nên làm nổi, những ông sinh con đẻ cái mở mặt sau này, còn mình thì trong cái mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt. Biết rằng chúng có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không, mà lão khẽ thở dài ngẩng lên đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay văng về tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị, bà nghĩ người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có được vợ, có vợ được. Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con, mai ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ông giời bắt chết cũng phải chịu, chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ dặn hắn một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới: ừ thôi thì các con đã phải duyên cái kiếp với nhau, u cũng mừng lòng, càng nhớ xin lỗi, càng thở đánh phào một cái thật nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ tứ vẫn từ tốn tiếp lời: nhà ta thì nghèo con à, vợ chồng chung này liệu mà bảo nhau làm ăn, rồi ra mai mà ông giời cho khá, bà biết thế nào hỡi con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, có ra thì rồi con cái chúng mày về sau. Trích từ vợ nhặt nha, yêu cầu là phân phân tích tâm trạng và cả cụ tứ từ đó nhận xét tư tưởng nhân đạo của cái nhà văn Kim Lăng. Như vậy thì cái đề này chúng ta thấy có hai cái ý lớn, đó là phân tích nhân vật bà cụ tứ trong cái đoạn trích, tâm trạng, lưu ý là tâm trạng của nhân vật bà cụ tứ, vậy thì cái diễn biến tâm trạng của nhân vật này như thế nào. Rồi ý thứ hai là phải nhận xét cái tư tưởng nhân đạo của Kim Lăng trong cái đoạn trích này nha, cũng chính là tư tưởng nhân đạo cho cả cái tác phẩm thôi. Rồi hướng dẫn làm bài thì các con cũng phải là viết bài là phải đảm bảo cấu trúc cái bài văn, mở bài, thông bài và kết bài. Có nghĩa là nếu mà học sinh mà yếu, trung bình yếu thì các con phải viết làm sao phải có ba đoạn văn, mở bài một đoạn, thân bài một đoạn, kết bài một đoạn. Còn học sinh giỏi thì thân bài mình phải chia ra nhiều luận điểm, nhiều ý, nhiều đoạn, nha. Mở bài mình phải là giới thiệu được cái vấn đề nghị luận, đó là tâm trạng của bà phụ tứ trong cái đoạn văn mình trích và cái tư tưởng nhân đạo của nhà văn. Thân bài thì mình sẽ triển khai hai cái ý này ra. Nếu học sinh giỏi và trung bình khá thì mình có thể chia ra là một cái đoạn là viết về cái phong cách tác giả, viết về cái tâm trạng bà cụ tứ, một cái đoạn viết về cái tư tưởng nhân đạo, một đoạn viết về nghệ thuật. Kết bài thì mình phải khái quát đánh giá lại cái vấn đề đấy, mình đánh giá thành công của Kim Lăng trong cái đoạn này về nội dung, về nghệ thuật, thể hiện được cái tư tưởng nhân đạo, thể hiện cái tài năng đặc sắc của nhà văn. Rồi xác định vấn đề nghị luận thì cũng có hai ý chính là tâm trạng của nhân vật bà cụ tứ trong đoạn văn và cái tư tưởng nhân đạo. Là cái ý này nè, đảm bảo cái cấu trúc này là người ta cho mình là 0,25 điểm. Còn người xác định cái vấn đề nghị luận đúng là người ta cho mình cũng 0,25 điểm. Còn triển khai cái xin lỗi, là cái chỗ mà xác định vấn đề này là được 0,5 điểm. Đáp án của bộ hàng năm như vậy. Triển khai vấn đề thì cái thang điểm nó sẽ cao hơn. Và cái phần triển khai thì
ít nhất là thường là 3 điểm ngang, dao động 2.5 đến 3 điểm. Bởi vì cái phần dưới này, cái phần mà thể hiện cái ý sáng tạo đó là nửa điểm, còn cái tính tả ngữ pháp là 0.5 điểm. Vậy thì mình triển khai là giới thiệu cái khái quát về cái nhà văn Kim Lăng này nha. Mình giới thiệu khái quát thì chúng ta có thể là giới thiệu bằng cách là chúng ta giới thiệu được tác giả Kim Lăng là nhà văn, là chuyên viết về nông thôn, về nông dân, về phong tục tập quán ở cái vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, đúng không? Cái giới thiệu vấn đề, giới thiệu tác giả là được 0.25 điểm, còn giới thiệu tác phẩm vợ nhặt thì phải giới thiệu được cái xuất xứ này, in trong cái tập truyện Con Cá Xấu Xí vào năm 1962. Còn cái tác phẩm này hoàn cảnh ra đời là được viết trước cách mạng tháng 8 và cái tiểu thuyết Sớm Nụ Cư, sau đó là nhà văn viết lại nha, viết lại thành cái truyện ngắn là Vợ Nhặt nha, sau 1954. Rồi cái đoạn trích này thì nó chỉ giới thiệu về đoạn trích, là mình nói đoạn trích giới thiệu về tâm trạng của bà cụ Tứ, vừa là thương xót cho con, vừa mừng tuổi, vừa buồn, thấy không? Về cái cảm ngộ của đứa con trong hoàn cảnh là có vợ ấy. Đó là cái phần giới thiệu vấn đề tác giả, tác phẩm và đoạn văn. Thường thằng này thì người ta cho 0.5 điểm là nguyên cái ý này, người ta sẽ cho tác giả, giới thiệu tác giả là về có được cái phong cách, về tiểu sử ngắn gọn tác giả là được 0.25, giới thiệu về tác phẩm đoạn văn cũng được 0.25, là tổng cộng là nửa điểm. Rồi về cái đoạn văn thì triển khai cái phân tích đoạn văn này thì người ta có thể cho chúng ta là ba điểm, 3 điểm nha. Thì cái tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ này là một ý, và tư tưởng nhân đạo của Kim Lăng là một ý, và nghệ thuật đánh giá lại là được một ý nữa. Về tâm trạng bà cụ Tứ thì có thể có những cái ý sau: thứ nhất là cái tình yêu thương con nhân hậu, nhạy cảm và từng trải; ý thứ hai là lạc quan tin tưởng về cuộc sống; ý thứ nhất tình thương con và tấm lòng nhân hậu của người mẹ. Mẹ già này thì chúng ta có thể thấy rõ là cái câu nói của bà cụ trước cái cảnh nhặt vợ trong cái nạn đói, hơn 2 triệu người chết đói năm 1945, cái tình cảnh khốn khổ nhất của dân tộc ta từ xưa tới cái giai đoạn này, thì bà vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp của con mình. Cái câu này nó nói lên cái sự hờn tủi của bà, hờn tủi là bà nghèo quá cho đến nỗi là không cưới vợ được cho con, phải không? Bà không làm tròn được cái bổn phận của người mẹ. Nên mình có thể liên hệ là trong khi cái người đàn bà hàng chài dù nghèo khổ nhưng mà vẫn lo được cho con là những cái bữa ăn no, dù đôi lúc cuộc sống là khổ, biển động, biển bị phong ba thì cả nhà phải ăn xương rồng luộc chấm muối. Nhưng mà ở đây thì bà cụ Tứ, cuộc sống của bà là chỉ lo cho được là như trong cái bữa cơm ngày đói thì chỉ có cháo loãng, cháo cám, rồi rau thái, nhỏ rau đó chính đó là cái chuối, rau chuối. Như vậy thì ở đây là cái cuộc sống hết sức là khốn đốn, một cái nỗi buồn của người mẹ, cho nên là một cái giọt nước mắt của cụ nó đã rỉ ra ha. Cái nỗi buồn là trong kẻ mắt kèm nghèm của bà, là bộ của bà rỉ xuống 2 dòng nước mắt. Nhà văn Kim Lăng đã khéo léo là sử dụng một cái hình ảnh rất là đẹp miêu tả về cái nỗi buồn, cái tâm hồn thương con của người mẹ. Thay vì ông Thông Hoài miêu tả cái giọt nước mắt đó là của A Phủ bò xuống 2 hõm má đã sám đen lại, nỗi khổ của A Phủ bị trói đứng mấy ngày liền,
khi mà đã là bị đi giữ bò mà để con hổ nó bắt được con bò. Còn bà lão này thì bà khóc là vì không có tiền cứu vợ cho con, khóc vì cái cảnh ngộ là con phải là nhặt vợ nha. Và bà khóc bà thương là tụi nó không biết là có thể nuôi nhau qua được cái tao đoạn này hay không. Thấy không? Như vậy thì cái điều này chúng ta cũng thấy được là một cái nỗi buồn của người mẹ. Nén cái nỗi đau đó thì người mẹ đã làm gì? Nén nỗi đau là vào lòng, là người mẹ đã giang tay đón cái đứa con dâu, à, cái cầu ở dưới đó. Ừ, thôi thì các con đã phải duyên, phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng. À. Như vậy thì đầu tiên bà ngạc nhiên thấy một người đàn bà xa lạ sâu vào nhà mình, bà cứ ngỡ là cái đục nhưng mà nó đã chết rồi, ai ngồi đây, phải không? Và bà nói cái câu này thì làm nhẹ lòng cho nàng dâu mới và cũng nhẹ lòng cho cả anh chàng nha. Anh chàng thở phào nhẹ nhõm sau khi chờ đợi. Ừ thôi thì các con phải duyên phải số với nhau, u cũng mừng lòng, bà thật sự là mong muốn các con được hạnh phúc. Cho nên là sau đó thì bà ăn cần dặn dò chỉ bảo các con hãy yêu thương hòa thuận với nhau. À, cái câu là bà nói là nhà ta thì nghèo nè, à, các con phải liệu mà bảo nhau làm ăn, thì cái câu này nó nói lên là cái sự lo lắng và yêu cầu các con phải biết hòa thuận, phải chí thú làm ăn. Cái lời nói nó rất là bình dân dân dã của những cái người sống ở nông thôn. Không? Và cũng bà cũng tin tưởng vào tương lai, đó là không lẽ ông trời cho nghèo khổ hoài sao? Cái câu nói dân gian thành ngữ ai giàu ba họ ai có ba đời là được nhà văn sử dụng khéo léo ở đây. Thấy không? Có ra thì rồi các con cái mày về sau, có nghĩa là chí thú làm ăn rồi thì sau này các con sẽ có tương lai tốt đẹp. Thấy không? Thì con cái các con sẽ được hưởng cái hạnh phúc. À, người mẹ này tuy nghèo khó nhưng mà vẫn có một cái niềm tin lạc quan và cái hoàn cảnh khắc nghiệt ở hiện tại. À, đứng bên bờ vực của cái đói, cái khổ của cái chết mà vẫn tin tưởng vào một cái tương lai, một cái điểm sáng để mà hy vọng để mà sống. À, người mẹ này rất là buồn tủi nhưng mà vẫn cố xua tan cái nỗi buồn lo đó, bà giấu đi để đem cái niềm vui đến cho các con, khơi lên cái ngọn lửa ấm trong tâm hồn, khơi cái niềm tin, cái hy vọng, tạo nên một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc mặc dù đã già yếu. Không, nhưng mà vẫn là một cái chỗ dựa vững chắc, người mẹ nào cũng là cái chỗ dựa vững chắc cho con. À. Đây, cái nghệ thuật của tác phẩm này ở đây á, miêu tả tâm lý nhân vật, cái diễn biến rất là độc, rất là tinh tế, diễn biến tâm lý nhân vật tinh tế, cái nội tâm rất là sâu sắc qua cái việc là đặt cái tình huống là anh chàng anh nhặt được vợ, thấy không? Tình huống độc đáo của câu chuyện này nó mở ra cái tình huống nhận thức, tình huống hành động này nó mở ra một cái tư tưởng chủ đề cho tác phẩm. Nó mở ra được cái việc là miêu tả được phẩm chất của nhân vật ha. Yêu thương con, giàu lòng yêu thương, thấu hiểu được mọi cái sự khốn khó. Và cái ngôn ngữ nhân vật thì rất là gần gũi với đời sống của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ ha. Ở những cái từ ngữ như là từ u, cái từ dặn hắn, cái từ đánh phào. Nhiều cái từ ngữ mà mang cái chuyên ngữ Bắc Bộ được nhà văn là vận dụng rất là tinh tế nha. Cho ơi, người ta dựng vợ gả chồng, những cái từ này rất là có giá trị, rất là đắt. Câu chuyện này kể với một cái cách kể là nhẹ nhàng, sinh động, dễ hiểu, tự nhiên, thấy không? Và đó thể hiện được cái tấm lòng nhân đạo của nhà văn, nhân hậu, lạc quan, cái niềm tin vào cuộc sống. Rồi nhận xét về tư tưởng nhân đạo, thế thì nhân đạo là gì? Nhân đạo chính là yêu thương những người cùng khổ và tố cáo phê phán cái ác cái xấu.
yêu thương trân trọng vẻ đẹp của họ. Như vậy thì ở đây là yêu thương, là nhà văn xót thương cho cái cảnh khổ của gia đình Tràng, của bà cụ Tứ, thấy không? Đó là tiêu biểu cho cái cảnh khổ nhục, sự rẻ rúng bị bèo bọt cái người nông dân, giống khác nào là rác rưởi đấy. Rồi tố cáo cái tội ác của bọn thực dân phát xít Nhật, nó bắt dân mình là nhổ lúa trồng đai, nó mới gây ra cái nỗi khổ, cái cảnh đói, hơn 2 triệu người chết đói năm 1945 này, đẩy người dân đến bờ vực của cái đói và cái chết, bị chết như là ngã rạ. Và đặc biệt nhà văn đã phát hiện ra cái vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, đó là cái người nghèo dân ngụ cư như là Tràng, như là Tự Tứ, như là Thị, đúng không? Họ có một cái tình yêu thương với nhau trong những hoàn cảnh khốn khó, họ có một vẻ đẹp tâm hồn, đó là khao khát cái hạnh phúc gia đình dù đứng bên bờ vực của cái chết. Đấy. Một cái yêu cầu quan trọng như nãy nói là cái lỗi chính tả ngữ pháp thì các con đừng có sai quá 5 lỗi, nhiều lỗi thì người ta mới trừ điểm, người ta sẽ trừ 0,25 điểm. Còn cái thể hiện cái cách suy nghĩ sáng tạo trong cái viết văn thì người ta sẽ cho mình cái điểm sáng tạo 0,5 điểm ở đây. Suy nghĩ sâu sắc từ vấn đề nghị luận, là có thể không suy nghĩ sâu sắc thì mình đưa những cái ý kiến về lý luận văn học vào đây. Ví dụ như mình sẽ so sánh với các nhân vật khác, để so sánh về cái chi tiết, như là so sánh về cái chi tiết nước mắt của phụ với nước mắt của bà cụ Tứ vào, thấy không? Thì mình sẽ có điểm thêm. Đó là những cái bí quyết để mà làm cái bài này.